Dạ, xin được chào toàn thể mọi người ạ. Nay em về được ghi thảm đấy. Nay có ít đôi chuột đấy. Bố đình. Còn để đặt hàng thì xin liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747. Một số thông tin thêm về giao dịch thì mọi người quan tâm có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của video đấy. Rồi, em xin được đi vào chi tiết nào. Rồi, đầu tiên là số 1 là cây kiểm điện Fujisa. Cái này 16 năm, dài 16 năm. Dạ vâng. Phần đấy cắt cắt dây. Rồi, cắt rất là ngọn. Cái số 1 này giá là 150 ạ. Số 2 đây này. Kìm cộng lực MCC. Kìm cộng lực MCC. Cái này thì dài 21 phân ạ. Cắt thử dây kẽm B40. Cắt rất là ngọt không? Rồi, cái này số 2 giá 150. Cây số 3, cây này thì miệng xéo, lưỡi xéo đấy. MCC. Rồi, số này thì giá 160. Cái này chiều dài thì cũng 21 ạ. Thì dài 21 phần này cắt ra. Cái này lưỡi. Đây chỉnh như con hảo. Rồi, ok, chỉnh lại rồi. Rồi. Cái này số 3 giá 160. Số 4 cái kéo cắt tôn. Kéo MCC nữa. Đó, cái kéo này cộng lực. Rồi chiều dài nó đây là 24 năm. Cắt thử tôi. Bấm phần mũi. Cắt rất là gọn rồi. Cái này nó có cộng lực nên cắt rất là nhẹ. Rồi, cái này số 4 giá là 200 ạ. Số 5 cái kìm mỏ quạ, cái này của Notter 250 mm. Notter. Đây, 25 phần. Đây là phần răng đó. Rồi, răng vẫn còn đẹp ạ. Cái này thì nó dạng rãnh, có 5 rãnh, 1, 2, 3, 4, 5 rãnh.
À, cái này số 5 giá 150. Cái số 6. Cái số 6 săn cây gì đấy. À, cái này cũng 2 năm thôi. Số 6 150. À, số 7 là cây kìm bấm Hàn ạ. Kìm bấm hoạt động nó giống như cây kìm bấm chết ạ. Khóa cứng vào. Cái này nó chỉnh ở đây, chỉnh con ốc này. Cái miệng này mới ở tối đa đây là được 5 phân rưỡi, 50 năm. 5 phần rưỡi mở cái cỡ lên được 5 phần rưỡi. Rồi, về chiều dài đây là 24 phân ạ. Đây đó này. Đây của Kakuta. Trước còn có bán 2 cây rồi. Kakuta. Rồi, cái này số 7 giá 280. À, số 8 cái cây bấm cốt, cái này của Mạc Vèo. Vèo dấu dít đây. Rồi, các cái đầu cốt là 1.25, 2, 5, 5, 8. Các chức năng còn hoạt động tốt. Rồi, chiều dài cây này là 26 năm. Đấy, 26 năm. Rồi, số 8. Cái này giá 200 ạ. À, cây này số 9. Isumi. Dít đây. Rồi, các đầu cốt là đây là 2 chấm này, 5.5, 8 chấm và 14 ạ. Cái này chiều dài nó là 33 phân và 2 phân rưỡi. Rồi, cái này số 9 giá là 300. Số 9. Rồi, số 10 cây đuôi chuột. Đuôi chuột 12 14 ạ. Chiều. À, cái này số 10 giá 100. Chiều dài cái này được 22 phân. Số 10 100. Số 11. Số 11 MCC. Cái này thì có một đầu rồi, đầu 19 ạ. Còn đất là bóng. Rồi, chiều dài cây này 31 phân. Và 11 đầu 19, cây này giá là 120. Rồi số 11 120.
số 12. Số 12 của thẻ super. Cái này đồng 17 19, 17 19. Đồng 17 19 này. Ba mươi mốt vâng. Cây số 12 giá 108. Cái này số 13 đây. 13 đầu 17 19 luôn, 17 19 super đấy. Cái này thì một đầu dài đầu ngắn, 19 nó dài, đầu 19 nó dài 5 phân. Chiều dài 31. Cái này số 13 giá 109 nữa. Số 14 super luôn, super. 19 24, 19 24. Cái này nó dài 36, 35 phân, 35 phân rưỡi. Số 14 giá 220. Này số 15 mà CC giá 19, 19 22. Này thành rất là dày rồi. Bán nào ạ? 19 22. Cái này số 15 giá là 240. Số 16. 16 cái này tốt. 19 24 ạ. Tốt. Cái số 16 giá 240. Số 17. 17 cái mỏ nít 300 mm bằng sân kia. Này, miệng rất là khít. Được. Rồi rất là ít rồi, hơi luôn. Rồi, lần này miệng mở ra gần 34 đi. Rồi, giá này số 17 giá 240. Số 18 cái này khoảng tốt 300 mm.
34 này. Này số 18 giá 240. Số 19 cái cặp cảo ép, cặp này là này, 200 mini. 280, miệng mở ra 200. Này 200. Chiều đây 80. 80. Đây logo đây. Đó, cặp này số 19 ạ. Giá là 320 một cặp. 320. Số 20. 20 gồm có một cây, một đầu búa bi, một đầu búa đinh. Đầu này của Maruki. Đầu này của đầu trâu. Rồi phải cân nặng nữa. Cây này là đầu bi là 480 g, còn đầu búa đầu đinh là 370 g. Cây này là 370 g. Rồi số 20 này là giá là 230. Số 21. 21 là cái đầu búa chữ thập, đầu này là 3 LBS. Đây của OH. Cái cân thì nó được là 1,4 kg. Hai mặt còn rất là đẹp luôn. Rồi, cái này số 21 giá là 190. Rồi, số 22 đây. Thì nó nặng là 600 g, búa của đầu trâu. Rồi, mặt này, đầu này nó vuông là 24 ly. Đây, nó vô đầu trâu này. Cái đầu này nó cao là 15 phân, gần 15. Hơn 15 phân ạ. Số 22 giá 160 ạ. Số 23. 23 búa đầu trâu đầu kia. Made in Java này. Rồi, cây này thì là cán sắt, tay cầm cao su. Rồi đầu búa nặng 0,9 kg. Rồi, cây này cả cán là nó nặng 1 kg. 23 này giá là 240. Số 24 cây búa nhổ đinh, cây búa đinh này, cây này của Yamaguchi, Made in Java này. Đây, logo Yamaguchi. Cán sợi thủy tinh.
Dài cái này hơn 30 năm phải. Này, cao nó. Cao là 12 năm. Gần 2 năm. Này nó nặng là 460 gram, số 24 giá 160 ạ. Hai mươi năm cái cán sắt của đầu trâu nó nhiều. Được, cái này nó nặng là 500 gram, giá là số 25, giá 170. Cái đầu đây nó cao là 12 năm nữa. Cây cái này cán gỗ. Đẹp một đầu trâu. Logo nó. Rồi, đầu búa còn rất là đẹp luôn. Cái này nó sai là nó nặng là 600 680 gram cả cán đó. Loại búa này là sai, này là sai lớn nhất rồi. Rồi, chiều cao là 15 phân. Cái này số 26 giá 201, mất cái cán nó bị đen. Cái số 27. À, cái này cán sợi thủy tinh rất là đẹp luôn. À, đầu trâu này. Biết tin ra vàng. À, cái này nó dài 385. Cái chiều cao đây là 13 năm. Này cả cá nó nặng 660 gram ạ. Rồi, số 27 giá 204. Cá rất là đẹp. Vâng, em xin được kết thúc ở đây. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.